tiếng hết hồn. Tần 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 tần. Nó sân tổng em với Vy. Em cua. Mẹ. Cái gì thế? Xin chào mọi người, mình là Đinh Tràng đây. Còn đây là mẹ của mình. Thì dạo gần đây mọi người biết ở trong Nhật cũng như là mấy nước ngoài đang ngày nào lên Facebook cũng thấy mọi người đi mua hàng ở Forever 21. Thì theo như mình được biết là Forever 21 đang có những cái thông tin là bị phá sản, nhưng mà sự thực như thế nào thì mình cũng không rõ. Hiện tại thì mình đang ở ga Shinjuku và ngay trước mặt mình đây là cửa tiệm Forever 21. Thì hôm nay mình và mẹ của mình sẽ kiểm chứng xem là đồ Forever 21 sale rẻ như thế nào và cùng mình và mẹ mình đi mua sắm nhé. Trong lúc chờ đèn đỏ thì mình sẽ nói sơ qua về tin đồn Forever 21 phá sản. Thì cái này đã được nhen nhóm trong ngành thời trang khoảng nửa tháng trước. Nhưng mà cái hãng thời trang đấy người ta lại không khẳng định là người ta bị phá sản, mà người ta sẽ nói là các cửa hàng của chúng tôi vẫn mở và chúng tôi thì đang tiếp tục tập trung vào kinh doanh các cửa hàng tại Mỹ và muốn giảm số lượng tại các quốc gia khác. Nhưng mà thực sự như thế nào thì mình cũng không rõ, tại vì nó có rất là nhiều nguồn tin khác nhau. Và cái Forever 21 này ấy, thì thực sự là một cái thương hiệu mà mình rất là thích luôn, tại vì nó rất là rẻ. Và Forever 21 này là do một cặp đôi người Hàn Quốc thành lập tại Mỹ vào năm 1984, và sau 30 năm thì đã trở thành một trong những hãng thời trang thương hiệu lớn nhất trên thế giới luôn. Thì bây giờ mình đang chờ đèn đỏ, mình tiếp tục chờ. Nói chung là sau khi mà nghe tin cái Forever 21 phá sản thì mình cũng có hơi buồn một chút. Tại vì mình học sinh mà, cho nên là thường mình sẽ mua đồ ở đây rất là nhiều, tại vì rất là rẻ nữa. Và đồ cũng thời trang rất là dễ mặc luôn ấy, tại vì người của mình khá là nhỏ, cho nên là thường mà mua những cái như kiểu là Zara này hay là của GU ấy, thì mua size S cũng mặc không vừa. Nhưng mà mỗi cái Forever 21 này ấy, là mua cái gì thì sẽ mặc vừa cái đấy luôn. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nha. Ui trời ơi là nó đông. Anh ơi, đông chưa? Nó đông hơn bình thường. Nó đang để một cái bảng giá xe là 30% cho tới 70% off. Và đây là kỳ sale cuối cùng rồi. Sau khi sale thì nó chỉ còn tầm 60.000 tiền Việt Nam thôi luôn ấy. Trời ơi, tất cả mọi thứ đều sale. Và có rất là nhiều người Việt Nam cũng đi mua ở đây nữa. Tại vì cái nào nó cũng sale, cho nên là mình đi từ tầng 1 tới tầng 2 mình vẫn chưa mua được gì. Tại vì cái nào cũng sale nhiều, cái nào cũng rẻ. Nhưng mà áo quần của mình rất là nhiều rồi. Mẹ của mình thì vẫn coi mấy cái mà càng rẻ thì càng tốt. Nhưng mà thực sự là cái nào cũng rẻ hết á. Trời ơi, dễ thương chưa nè. Những cái đồ đông này thì mình xem ấy, giá sau sale thì chỉ tầm từ 300 yên cho tới 1 sen rưỡi thôi, chứ không có cái nào mà trên 2 sen hết á. Rất là dễ mua. Màu đỏ chứng tỏ sắp có người yêu. Ôi, cái này dễ thương này. Cái này mang với quần thể thao ấy, đẹp đấy. Ok. Mũ len này là với giá 100 yên là 20.000 nha mọi người. Đúng không? À không, cũng có những cái là tầm 400 yên. Này, rất là rẻ luôn. Thực sự là ở Nhật mà để tìm được cái mũ len 400 yên rất là hiếm. Trừ khi là mua qua những bạn bán hàng online ở Việt Nam thôi. Mãi mà đẹp mà. Đẹp à? Coi. Dễ hơn. Đây là khu giày dép luôn nha mọi người. Bây giờ trời đang rất là lặn rồi, cho nên là mình sẽ chọn một đôi bốt. Mình chưa bao giờ mà mang mấy kiểu bốt như thế này, tại vì nhìn rất là lớn. Mình sẽ thử vào xem có hợp không nha. Phong cách này rất là người lớn.
Đôi bút này mọi người chỉ có giá là 1 sen thôi, có nghĩa là tầm 200 mấy tiền Việt Nam ấy. Wow, nhìn chững chạc ghê vậy á. Mọi người hay nói mình là nhìn như trẻ con ấy, nhưng mà sau khi mang đôi bút này xong thì có thể là mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ. Nó hơi rộng một chút nhưng mà rộng quá. Hợp không? Sao anh lại cười? Anh đang ngủ. Cái này là áo mùa đông, không biết là bao nhiêu tiền nhưng mà chắc chắn rẻ cho nên là sẽ mua luôn. Đây, cái màu đỏ này mình cũng mua luôn nha. cái này mới đúng là dễ thương này. Ui nhưng mà nó bị bẩn ở đây một chút rồi nên là mình sẽ không mua cái này. Trời ơi, màu vàng. Màu vàng này mặc lên là vàng da luôn, lấy luôn cái này nhá. Tại vì em cũng không có nhiều đồ màu vàng ấy. Ui trời ơi, cái này đúng là một cái mà mình đang tìm kiếm. Đẹp dã man, giá gốc của nó là tầm gần 4 sen. Chả biết giá sale là bao nhiêu. Cái này thì mình sẽ mua cho mẹ mình nha. Được đấy. Cầm mỏi tay quá. À hồi nãy quên nói mọi người hôm nay ăn bụi đi quay cho mình. Bây giờ ăn bụi đang là người quay. Nặng quá không nổi. Đẹp không? Cái này mặc váy ấy, cái này lúc nào mặc váy xong là làm hai tóc hai bên như kiểu nó trai rất là đẹp. Cho tôi xin 2.000. What? À, hầu hết ở đây toàn là người nước ngoài mua luôn ấy. Người Nhật thì thường giờ này người ta sẽ đi làm cho nên là không có người Nhật mua ở đây nhiều lắm, nhưng mà mình nghĩ là buổi tối ở đây sẽ có rất là nhiều người Nhật đi mua. Ăn muối này cho ai vậy? Tặng cho bạn gái à? Rồi ăn bụi có bạn gái rồi nha. Mà mua chi nữa hả? Đấy là áo phóng dây để họ mặc vải cấp ngực á. Trời, tay gì? Lừa áo ngực chuyên nghiệp chứ nè. Bây giờ bọn mình đang lên tầng 3. Này, mẹ của mình thì đã mua được khá khá đồ rồi, còn mình thì cũng mua được khá khá đồ rồi. Nhưng ở tầng 3 thì bán những cái đồ mà như kiểu là váy đầm nhiều ấy. Mà mình thì rất là ít khi mà mặc váy đầm. À hôm nay thì mình đang mặc váy. Ở đây thì hầu như là giảm giá 50%. Mình thấy tất cả mấy cái bạn này nó đều bỏ là giảm giá 50% luôn mọi người ạ. Như kiểu cái này để xem là nó giảm còn bao nhiêu. 1/2 giảm giá 50% tức là còn 600 yên, là 120.000 tiền Việt Nam nha mọi người. Ở đây là sale đồng giá 50%. Mình không biết là nó sẽ sale tới lúc nào. Mình nghĩ là nó sẽ sale tới cái lúc mà nó sẽ không còn cái gì để bán nữa thì thôi. Bây giờ nghĩ thì sẽ thấy rất là tội cho những bạn mà làm bay tổ ở đây, làm thêm ở đây, hay là những cái người làm chính thức ở đây ấy. Tự nhiên bây giờ nó phá sản thì người ta sẽ thành thất nghiệp đúng không? Này là áo cổ cao này. Áo cổ cao này mặc với gì trời? Khó nhỉ. Mình thì thường là sẽ mặc những cái đồ mà rất là đơn giản thôi, chứ không mặc những đồ mà có quá nhiều màu sắc. Mình thích nhất là màu đen và màu trắng và màu xám. Thường thì chị mặc ba màu, những cái màu mà chìm ý, những màu không nổi thì mình sẽ mặc nhiều. Bình thường đôi khi mở trong tủ áo quần ra thấy toàn màu đen nên là thường tìm cái gì rất là khó. Cái này đẹp không ta? Mua cái này đi. Cái này chỉ có 600 yên thôi mọi người ạ. Cộng thuế nữa là tầm 700 yên. Thuế 10%. Trời ơi, anh không cần phải tính chuẩn xác ở đâu không nhận nha. Toàn là CL vậy trời, không có cái nào CM. Chưa bao giờ em mặc CL, nhưng mà tại vì trời mùa đông mặc rộng rộng cho nó đẹp mà. Lấy cái này đi. Đây là áo đầm váy. Đúng không? Để mặc cái này là đi lên
lên núi ở với mấy con cọp. Lên núi đạp 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 đạp. Cái đẹp rồi đúng không? Đẹp quá. Em rất là ít mặc váy đầm cho nên là lên từng này thì có khi là mình sẽ không mua được thêm gì ấy. Với gọi là mùa đông ấy, kiểu người Nhật thì người ta hay ga mang mặc mấy cái váy ngắn vậy này. Nhưng mà mùa đông thì mình không mặc nội váy ngắn đâu mọi người ạ. Mình không kiểu thời trang fan thời tiết đâu. Đứa gái nào ấm thì mình mặc thôi. Anh cầm luôn em cái này đi. À, anh Bụi vừa đi theo làm máy quay cho mình, vừa làm trợ lý cầm đồ. Thì bây giờ mình đang đi tính tiền. Trời ơi, nó đông dã man không biết là phải xếp cho tới lúc nào luôn đấy. Tên đến xem, vậy là mình đã mua xong rồi. À đúng kiểu là sao? Lúc mua hết mình tính tiền hết hồn. Tại vì nó rất là rẻ luôn mọi người ạ. Mua 9 sản phẩm mà chỉ có chưa tới 7 sen, tức là tầm bao nhiêu? 1,5 triệu. 9 sản phẩm mà 1,5 triệu là rất là rẻ luôn ấy. Tự nhiên lúc mua ấy là nó đã để sale 50% rồi, mà khi tới tính tiền nó lại sale, tiếp tục sale. Nói chung là sale liên tục. Là nó cứ trừ hết tiền của mình ấy. Mình kiểu như là muốn trả tiền mà không được ấy. Mà vô đây. Về đây. Nói cảm nghĩ khi mà được đi mua đôi giảm giá nào, cảm nghĩ. Tôi biết. Thôi nói cảm nghĩ đi. Nói cảm nghĩ. À, cảm nghĩ là đi mua đôi giảm giá rất đã, vì rẻ. À, đồ đẹp không? Đồ đẹp. Đẹp, đồ đẹp. Xong mua bỏ vô rất nhiều. Cho rim trả tiền đã luôn. Ok, thì clip của mình sẽ kết thúc ở đây. Mọi người nếu như mà yêu thích clip của mình thì nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Chắc mình sẽ thử những cái bộ đồ này trong những cái clip tiếp theo, nên là mọi người nhớ đón xem kênh YouTube của mình nữa nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.